Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng yêu cầu thẩm định cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành trước 30 tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam sẽ thất thu nếu không đánh thuế tối thiểu toàn cầu. Chia đôi ô đất khách sạn trong công viên công nghệ phần mềm Hà Nội. Hơn 1.500 nhà trọ chung cư mini ở thành phố Hồ Chí Minh vi phạm cháy nổ. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến tiến độ triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các bộ liên quan để nhanh tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành, hoàn thành báo cáo thẩm định trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 9. Phó Thủ tướng cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo hoàn thành hồ sơ bổ sung, hoàn thiện dự án theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi báo cáo thẩm định dự án, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án, hoàn thành trước ngày 3 tháng 10. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chân Thành có chiều dài khoảng 128 km đi qua địa phận tỉnh Bình Phước 101 km và tỉnh Đắk Nông 27,8 km. Cao tốc này có quy mô đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 24,75 m, thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô quy hoạch được duyệt với quy mô 6 làn xe, chiều rộng nền đường 32,25 m, điểm cuối tuyến từ điểm giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành xây dựng đoạn tuyến mở mới dài khoảng 2 km kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Chân Thành - Đức Hòa. Theo tính toán của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.540 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ ô đất H1 KSDV thuộc đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch OH1 BV trong quy hoạch chi tiết khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tỷ lệ 1/500. Theo đó, ô đất được lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phường Phúc Lợi, quận Long Biên có vị trí phía Tây Bắc và Tây Nam giáp đường hiện có, phía Đông Bắc giáp ô đất cây xanh thành phố, phía Đông Nam giáp ô đất có chức năng phòng khám đa khoa. Quy mô nghiên cứu ô đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 25.000 m2. Theo quy hoạch chi tiết khu đô thị công viên công nghệ phần mềm, tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2014. Ô đất H1 KSDV được xác định chức năng đất khách sạn và dịch vụ tổng hợp. Diện tích xây dựng gần 4.100 m2, mật độ xây dựng 16,2%, tổng diện tích sàn xây dựng gần 8.000 m2, hệ số sử dụng đất 0,32 lần, tầng cao công trình 1-2 tầng. Sau nửa tháng tổng kiểm tra, Công an thành phố xử phạt 1.541 nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn do vi phạm phòng cháy chữa cháy. Thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo kinh tế xã hội chiều ngày 28 tháng 9. Sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, đơn vị này đã mở đợt cao điểm rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm tra hơn 10.000 cơ sở, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng. Đình chỉ hoạt động 6 cơ sở. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 4 cơ sở xây dựng, 41 cơ sở trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và 16 cơ sở ở lĩnh vực đăng ký thường trú tạm trú. Trước đó, theo thống kê của cơ quan công an, thành phố có hơn 42.200 nhà trọ cho thuê kiểu chung cư mini, đa số trang bị hệ thống chữa cháy nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu việc kiểm tra các nhà ngăn phòng cho thuê chung cư mini, phòng trọ hoàn thành trong tháng 10/2023. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy sẽ bị đình chỉ hoạt động. Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục hơn 15,9 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023. Bên cạnh đó, tính đến 20 tháng 9/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, có 2.254 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 66,3% so với cùng kỳ. Với tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,6% so với cùng kỳ và 2.539 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ. Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, dù vốn đầu tư điều chỉnh giảm trong 9 tháng 37,3% so với cùng kỳ, nhưng xu hướng này đã có sự cải thiện so với các mức giảm
39,7% trong 8 tháng, 42,5% trong 7 tháng, 57,1% trong 6 tháng, 59,4% trong 5 tháng và 68,6% trong 4 tháng. Ngoài ra, số lượng dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Nhận định về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương. Đây đều là các địa phương có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư. Trong ngày 22 tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên tới gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Theo báo điện tử Chính phủ, với 1,4 tỷ đô la Mỹ này, tổng vốn FDI của Hải Phòng từ đầu năm đến nay đã lên khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, đưa thành phố trở thành quán quân FDI dẫn đầu cả nước. Năm 2023 cũng là năm tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, kinh tế Hải Phòng. Trong suốt khoảng thời gian này, Hải Phòng đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 28 đô la Mỹ. Trong số các dự án FDI đáng chú ý nhất hôm 22 tháng 9 là dự án của tập đoàn SK, lớn thứ hai của Hàn Quốc, chỉ sau Samsung, với tổng vốn 500 triệu đô la Mỹ. Theo tờ Korea Chung-an Daily, công ty Ecovance.co.ltd, tập đoàn SK sẽ xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao tại Việt Nam. Dự án này đặt mục tiêu sản xuất vật liệu phân hủy sinh học PBAT, PBS, PBATS trên diện tích 32.089 m², lô đất CN5.5G2, khu công nghiệp Deep Sea Hải Phòng 1, thuộc khu kinh tế Định Vũ Cát Hải. Tập đoàn SK cho biết, cơ sở này sẽ có công suất sản xuất lên tới 70.000 tấn một năm. Theo Korea Chung-an Daily, thông qua công ty Ecovance, SK đã và đang triển khai PBAT với tốc độ bền được nâng cao, tương đương nhựa truyền thống. Trong khi đó, nhựa phân hủy sinh học có thể được dùng để sản xuất vật liệu màng đóng gói, cũng như vật liệu không dệt dành cho tã lót, khẩu trang. Hiện tại, SK đang nắm giữ 57,8% cổ phần của Ecovance. Tờ này cho biết thêm rằng, SK TBM Geostone liên doanh sản xuất vật liệu phân hủy sinh học với công ty TMB của Nhật Bản, cũng sẽ xây dựng cơ sở sản xuất tại Hải Phòng với công suất lên tới 36.000 tấn một năm. Ngay sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên hủy toàn bộ các quyết định xử phạt cưỡng chế đối với hai căn biệt thự xây dựng không phép trên đất bao chiếm của nhà nước đã bị cưỡng chế trước đó vào ngày 9 tháng 11 2022. Ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc có đơn kháng cáo hai bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh. Theo nội dung đơn kháng cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc không thống nhất với những căn cứ nhận định tại bản án số 140 và 139 ngày 21 tháng 8 2023 của Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Cụ thể là về chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông VDK, ông LXH hủy các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông VDK, ông LXH, hủy các quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đối với ông VDK, ông LXH, tuyên bố hành vi cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đối với ông VDK, ông LXH là trái quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc yêu cầu Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên sửa bản án hành chính sơ thẩm số 140/2023/HCST ngày 21 tháng 8 2023 của Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông VDK. Bản án hành chính sơ thẩm số 139/2023/HCST ngày 21 tháng 8 2023 của Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông LXH. Hai căn biệt thự này nằm trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9 ha do nhà nước quản lý mà dư luận quan tâm thời gian qua ở thành phố Phú Quốc. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ được 16 căn. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang cho biết, địa phương và các sở ngành liên quan trong tỉnh sẽ tổ chức họp báo thông báo cụ thể về vụ việc này. Ông Lê Quốc Anh khẳng định, địa phương đang quyết tâm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định pháp luật, lấy lại đất nhà nước bị chiếm là mục tiêu quan trọng nhất được dư luận và cộng đồng quan tâm. Trong quá trình triển khai có thiếu sót về kỹ thuật hay không sẽ chờ phán quyết của tòa phúc thẩm. Nếu thực sự có sơ suất kỹ thuật trong quá trình thực hiện, địa phương sẽ nghiêm túc khắc phục, sửa chữa để hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đúng quy định và rút kinh nghiệm cho những căn tiếp theo. Việt Nam sẽ thất thu thuế mức dòng vốn đầu tư nếu không đánh thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 do các doanh nghiệp có thể rút về chính quốc, theo Bộ trưởng Tài chính.
Quan điểm này được ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Tài chính nêu khi giải trình tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung để chống xói mòn thuế toàn cầu ngày 28 tháng 9. Theo Bộ trưởng Phước, nếu không áp thuế tối thiểu toàn cầu với doanh nghiệp có doanh thu 750 triệu euro trở lên từ đầu năm 2024, Việt Nam từ bỏ quyền định thuế và doanh nghiệp sẽ nộp bổ sung về chính quốc, nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ. Việt Nam sẽ thất thu thuế, mất dòng đầu tư, các doanh nghiệp khó có thể đầu tư tiếp khi bị cơ quan thuế ở nước đặt công ty mẹ truy thu, ông nói. Do đó, việc thực thi thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam cơ hội tăng thu ngân sách từ phần thuế bổ sung, giảm trốn thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.